Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách duỗi phục hồi và nhuộm màu than blue trên nền mái tóc cực yếu như thế này. Bây giờ đầu tiên các bạn muốn làm thì các bạn phải phục hồi trước. Các bạn hãy bấm đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình về hướng dẫn làm tóc nha. Chúc tất cả các bạn thành công. Và đây là cái collagen và một chai keratin. Mình sẽ phục hồi bằng hai loại này cộng với nước ấm. Tỷ lệ các bạn pha với nhau là tỷ lệ 1:1 nhé. Với cái tóc này nó quá yếu, quá nát thì mình sẽ để tỷ lệ collagen và keratin 1:1. Và các bạn pha với nước ấm. Các bạn ngoáy thật đều lên, ngoáy thật nhuyễn lên. Cái tóc này các bạn không phục hồi thì các bạn bôi thuốc, chỉ cần ngửi hơi thuốc là tóc đã sun sun như cái bún luôn các bạn. Rồi các bạn nhìn tóc này thôi, đây là ướt rồi các bạn còn nhìn thấy nó như này, mà nếu khô thì các bạn nhìn như lúc đầu bạn xem đấy, nó quá kinh khủng luôn. Bây giờ các bạn chải phục hồi. Khi các bạn đánh đều rồi các bạn chải vào. Các bạn cứ thế bôi thôi, các bạn đắp nhiệt tình vào. Nó đều vào là được. Cái này nó không như là cái thuốc số 1 của uốn duỗi. Thì các bạn cứ chải thoải mái. Miễn là đều. Các bạn bôi thật đều vào nhé, các bạn đánh theo hình chữ X đi, đánh theo hình chữ X thì cái phục hồi nó sẽ đều và tóc hơn. Và với phục hồi này thì các bạn chải vào để 15 phút, rồi các bạn chuẩn bị chuyển sang mềm hóa. Và bên mình vẫn đang dạy nâng cao nhé. Ngày 15 tháng 5 này thì mình có khóa nâng cao 15 ngày. Khóa cơ bản thì nó rơi vào 3 đến 6 tháng, và khóa nâng cao là 15 ngày. Các bạn hãy nhắn tin cho mình để biết thêm chi tiết khi bạn nào muốn học nhé. Các bạn chải thật mượt ra rồi các bạn chải thuốc. Sau khi chải thuốc xong rồi thì các bạn lấy thuốc trung bình yếu. Và cái hãng thuốc bên này, bên mình phân phối này thì các bạn dùng khỏi phải suy nghĩ rồi, các bạn uốn duỗi đều được nhé. Và các bạn pha với cái thuốc trung bình yếu này, nó là tỷ lệ pH của nó là 7,5. 7,5 này nó chỉ dành cho tóc yếu với tóc trung bình yếu. Nếu mà các bạn để trên tóc này quá yếu như này thì các bạn phải hạ nồng độ pH xuống, nó là pH 7 thôi nhé. Ok, sau khi các bạn pha xuống cho axit béo và pha xuống pH 7 rồi thì các bạn gạt cái phục hồi ra. Các bạn gạt ra, kẹp tay và các bạn gạt bớt ra. Rồi sau đó các bạn khi đã pha pH 7 rồi thì các bạn chải vào tóc. Các bạn chải vào tóc thì với thao tác này thì ai cũng biết làm rồi, nếu trong nghề đã làm rồi thì ai cũng làm rồi, các bạn chải thật đều vào, không để đọng thuốc là được. Và mình có cái video mình hướng dẫn trực tiếp ấy, hướng dẫn từ cái bạn nào mới vào nghề cách chải thuốc như thế nào cho đúng. Các bạn cứ chải thuốc và đều vào. Với cái tóc này nó quá yếu này thì với pH 7 này các bạn chỉ chải vào trong vòng tầm 10 phút là tóc đã đạt rồi nhé. Mình xoa kia mình tua nhanh cho các bạn trông tưởng mình xoa khỏe nhưng không phải đâu, mình xoa rất nhẹ nhàng nhé, mình xoa để cho nó đan xen thuốc vào nhau cho đều. À, các bạn cứ bôi vào. Các bạn để ý nhé, tại vì trên cái tóc này có cái phần lớp trong. Các bạn để ý cái phần lớp lớp bên trong của phần sau gáy ấy, là cái tóc nó sẽ khỏe hơn. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ sậm màu hơn. Còn cái tóc yếu bao giờ nó màu nó sáng rực hơn. Và với lớp trong này thì lớp ngoài các bạn chỉ bôi một lượt thôi, với tóc quá yếu như này. Còn cái bên trong này các bạn thêm thuốc vào một lượt nữa. Các bạn thêm thuốc vào lớp trong một lần nữa, rồi khi nào thấy tóc nó mềm ra như này là ok rồi. Và cái chỗ nào các bạn thấy chưa được các bạn cho thêm thuốc vào. Và như này là ok rồi này. Đấy, các bạn thấy không? Tóc nó mềm ra và nó thẳng ra rồi. Và các bạn cho đi xả. Khi xả các bạn khử kiềm lên. Đấy, cái phần tóc này mình cho thêm thuốc này.
và mình massage. Còn cái phần bên ngoài là ok rồi. Còn cái sau khi đi xả, các bạn xả bằng nước ấm thì càng tốt. Và các bạn khử kiềm thì những video trước thì mình cũng hướng dẫn rồi. Các bạn khử kiềm thì các bạn dùng axit béo pha với collagen với nước. Hoặc là các bạn dùng axit balut, các bạn pha với nước là ok rồi. Và đây cái tóc mình đã khử kiềm xong và xả xong. Bây giờ sấy khô để mình là. Đấy, khi mình ấy xong tóc nó đã thẳng như thế này rồi. Bây giờ các bạn là các bạn duỗi ra. Và với cái tóc yếu như thế này thì các bạn dùng bàn là và đi nhiệt thấp nhất. Máy là này của mình nhiệt thấp nhất nó là 130. Các bạn là không được là nhiều nhá. Các bạn chỉ là lướt qua thôi. Các bạn là nhiều thì tóc rất bị khô. Ok, với cái tóc này mình là đúng trong vòng đúng 10 phút là xong. Tại vì với tóc này thì bình thường nó yếu quá rồi, khi mình đã là ra nó đã thẳng rồi là thôi. Các bạn không được là lâu quá hoặc là duỗi lâu quá. Các bạn duỗi lâu thì tóc nó cực khô luôn. Và các bạn nhìn mình thao tác là rất nhanh đúng không? Với cái tóc yếu này thì nếu ai không có kỹ năng và kỹ thuật mà phán đoán chất tóc ấy, thì mình đảm bảo 100% là cháy bung lụa luôn. Làm nghề thì ai cũng thế thôi, nghĩa là thời đầu tay nghề yếu và đi học nâng cao lên thì nó sẽ ok hơn. Và bạn nào muốn học nâng cao thì hãy liên hệ với mình trực tiếp nhé. Khóa học vào ngày 15 tháng 5 này. Muốn làm đông khách thì không phải là mình có lọc đâu các bạn nhé. Muốn đông khách thì các bạn đầu tiên nó là phải chất lượng. Chất lượng xong bắt đầu mới là ra lọc. Còn các bạn mà làm mà không ok thì có lấy đâu ra lọc để các bạn làm cho khách. Nên khi làm cho khách thì các bạn nên cố gắng làm tương đối là ok thì sẽ có lượng khách ổn định hơn. Và khi mình làm đẹp rồi thì mình có thể lấy tiền cao hơn cũng chẳng sao cả. Tùy con vùng ở quê thì không lấy được giá cao, nhưng mình làm trội hơn người ta một chút thì mình có thể lấy cao hơn các salon bên cạnh một chút, không sao. Khi đã khẳng định được mình rồi thì các bạn làm kiểu gì cũng ok, biết nói phét cũng khách cũng tin. Còn các bạn mà làm đã không được rồi thì các bạn có nói gì thì khách cũng không tin và để đến với mình đâu. Và khi tay nghề đã có rồi thì sản phẩm các bạn chọn cũng nên ok một tí. Với sản phẩm giờ hiện tại là với cái thuốc làm tóc thì sản phẩm rất nhiều. Thì các bạn tùy các bạn chọn, có nơi thì làm loại hơn 200 nghìn một cặp. Có nơi thì làm hơn 300 nghìn, có nơi làm 700-800 nghìn, nó cũng nhiều lắm. Nhưng mà tùy mức bình dân của mình thì mình làm mới tầm hơn 300 nghìn đổ lại thôi. Nhưng mà làm thì các bạn cũng phải có kỹ thuật, kỹ năng. Và phải biết thế nào, với cái tóc nào phù hợp với thuốc như thế nào thì các bạn mới làm chắc chắn được. Còn các bạn mà cứ làm thì các bạn cứ vừa làm vừa Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng toi. Với mái tóc này các bạn không hiểu về pH thì làm mình đảm bảo là rất nhiều người bị eo. Và giờ mình sẽ bôi thuốc hai. Với tóc yếu các bạn lấy dập định hình và các bạn pha. Với tóc yếu như này mình pha tỷ lệ nước với thuốc tỷ lệ 1:1 luôn nhé. Các bạn mà pha tỷ lệ thuốc mà để nguyên đập vào thì tóc nó khô 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 gioang luôn. Vậy nên các bạn pha với nước lọc nhé. Ok, khi cái tóc này mình đã duỗi xong rồi và mình xả đi rồi. Xả mình cho collagen rồi, mình sẽ giờ sẽ nhuộm màu than blue. Và với cái hãng màu than blue bên mình đây thì chỉ một tip thuốc thôi, các bạn đã nhuộm được cả đầu như thế này. Không phải pha với một cái tip thuốc nào khác, không cần pha mix, pha cái gì cả. Và màu rất sâu màu và bền. Và với cái phần chân và cái phần tóc nó còn khỏe hơn thì mình sẽ đi oxy 6.
và mình chải vào chân mới ra đến chỗ phần tóc trung bình. Các bạn nhớ đánh thuốc đều nhé, các bạn đánh càng đều càng tốt, các bạn không được để lón cục. Ok, và cái tóc ở đây các bạn nhìn thấy không? Cái phần chân mới ra cái phần ngoài khoảng tầm 10 cm là tóc nó có màu trầm hơn. Với cái tóc đấy nó khỏe hơn thì các bạn đi OC6 và chải hết cái phần chỗ tóc khỏe và chân đen đi. Và với hắc màu này thì với cái chân đen 10 phân các bạn vẫn nhuộm được bình thường nhé, các bạn không cần phải nâng nền nhé. Với phần chân đen cũng vậy, các bạn cũng chải thuốc. Các bạn chải thuốc từ chân ra đến chỗ hết cái phần đen khoảng 1 cm. Nên là ra đến từ phần màu các bạn bôi vượt quá khoảng 1 cm đi, không sao, không ảnh hưởng gì cả. Các bạn chải thật đều, các bạn chải càng đều càng tốt. Với những màu này các bạn không chải đều là màu sẽ bị loang nhé. Rồi, với các bạn nhuộm màu này mà chải vào chân thì các bạn nên nhuộm từ trên xuống dưới thì thuốc nó sẽ không dây ra cổ của khách. Và các bạn mua được cái chụp vào tai thì càng tốt, thì tí nữa các bạn nó không bị dây ra tai xanh hết của khách. Các bạn không thấy cái tóc nó chống lên, nó không bị dây vào cổ. Rồi khi nhuộm ở đây cũng thế, các bạn chia gọn ra, cầm nhấc cao lên và các bạn chải chung quanh các đường chia đi. Rồi các bạn đầu chia từng tép tóc ra, các bạn chia từ trên xuống dưới. Thì các bạn nhuộm như vậy sẽ sạch hơn là các bạn nhuộm từ dưới lên trên. Và mình bơi nhanh hơn là tại vì cái bạn học viên kia là bạn ấy mới đến và cho làm cùng luôn. Mình vừa làm mình vừa phải hướng dẫn. Ok, sau khi bôi vào được 15 phút rồi thì các bạn chải thêm thuốc vào, các bạn chải từ chân ra đến ngọn luôn. Và với cái bát thuốc này, vì cái tóc ở phần dưới nó quá yếu, các bạn như xem lúc mình làm rồi đấy, tóc quá yếu rồi các bạn không được đi oxy cao nhé, các bạn chỉ được đi oxy 3 thôi, các bạn đi oxy 3 cho mình. Và các bạn chải thật đều, các bạn lấy một tép tóc vừa phải thôi, đừng lấy dày quá. Khi mình đã chải vào chân trước, các bạn lấy tép tóc dày quá thì các bạn bôi đảm bảo không để ý là không thể đều được. Các bạn nhớ đánh cái lược theo hình chữ X nhé. Đấy, các bạn thấy không? Mình bôi thuốc từ chân ra ngọn luôn. Và đây là sản phẩm bên mình. Sau khi các bạn chải như vậy thì trong vòng các bạn để khoảng nửa tiếng rồi các bạn đi gội đầu. Là màu ra như này đây. Và tóc với tóc đấy mình duỗi phục hồi và nhuộm màu nó ra như này là ok rồi. Và giờ video đã hết rồi, mình sẽ tắt video tại đây đây. Chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.